Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bình Thuận Nông Thôn Mới. Thưa quý vị và các bạn, từ một nông dân thiếu phương tiện sản xuất, phải đi làm rẫy, vụ được, vụ mất. Nhưng anh Nguyễn Thuận Hòa ở xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết đã thay đổi cuộc sống nhờ biết nắm bắt cơ hội từ vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Với tính cần cù, chịu thương, chịu khó, hai vợ chồng nông dân trẻ này đã dìu dắt nhau vượt qua cái nghèo để xây dựng cơ ngơi khang trang, cũng như công việc làm ổn định như ngày hôm nay. Đây là căn nhà của anh Nguyễn Thuận Hòa, khu vực cuối khu dân cư Mê Đôi, thôn Thiện Bình, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết. Nhìn vào căn nhà xây tương đối khang trang của hai vợ chồng trẻ, ít ai biết được, cách đây mới chỉ 5 năm, cuộc sống của gia đình anh gặp muôn vàn khó khăn. Trước năm 2014, anh Hòa và vợ là chị Pháp sống phụ thuộc hoàn toàn vào việc canh tác cây trồng ngắn ngày tại khu vực rẫy giáp ranh với huyện Bắc Bình. Do không chủ động được nguồn nước tưới nên việc canh tác hết sức bấp bênh, vụ được vụ mất. Chính vì vậy mà gia đình anh Nguyễn Thuận Hòa cũng thuộc số ít hộ nằm trong danh sách nghèo của thôn Thiện Bình. Thấy được hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng anh Hòa, giữa năm 2014, Ngân hàng Chính sách Xã hội với sự hướng dẫn của tổ vay vốn thôn Thiện Bình, xã Thiện Nghiệp đã xét duyệt và cho anh Hòa vay với số vốn 50 triệu đồng. Mừng với chiếc cần câu là nguồn vốn vay ưu đãi, anh Hòa bàn tính với vợ và đi đến quyết định đầu tư 25 triệu đồng để mua một con bò cải sinh sản. Số tiền còn lại, anh mua thêm chục cặp thỏ giống để chăn nuôi. Sau thời gian, nhờ chăm chỉ làm ăn, cộng với chịu khó tính toán đầu tư, anh Hòa đã phát triển đàn bò của gia đình lên 3 con. Lượng thỏ giống hiện tại đã có 30 cặp. Bên cạnh đó, anh còn chăn nuôi thêm heo, gà và trồng dừa xung quanh nhà, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Em vay một lần là được 50 triệu. Nói chung là cái đồng vốn đó thì vay về cũng để kinh tế nuôi mua được con bò đĩ, cũng được hai con bê con, lại được mấy con heo nái. Còn số nữa thì cũng nuôi được mấy chục con thỏ để phục vụ kinh tế trong gia đình, với lại cũng còn số nữa để đúc mua máy đúc trụ đồ làm kinh tế trong gia đình. Nói chung là cũng nhờ cái nguồn vốn này mà cái đời sống gia đình kinh tế nó cũng đỡ, nó cũng có cái phần vươn lên được. Sau thời gian tích góp vào năm ngoái, anh Nguyễn Thuận Hòa và vợ đã xây được căn nhà mơ ước thay thế cho ngôi nhà vách cốt đã xuống cấp nặng. Cùng với đó, vợ chồng anh cũng tính toán mở rộng thêm phát triển kinh tế. Hiện tại, công việc chăn nuôi trồng trọt thường được vợ anh đảm nhận. Riêng anh Hòa đã đầu tư máy trộn bê tông và các khuôn đúc, tổng trị giá gần 15 triệu đồng. Ngoài việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp thì anh Hòa còn đứng ra nhận lãnh các đơn hàng đúc trụ bê tông và thuê thêm thợ về làm việc. Với tính tình cẩn thận, chăm chỉ, công việc đúc trụ bê tông của anh được nhiều khách hàng tin tưởng đặt mua. Nhờ đó, thu nhập hàng tháng của gia đình anh tương đối ổn định. Lúc trước thì nói chung là mình kinh tế gia đình nó rất là khó khăn. Một tháng mình làm hầu như là được cỡ vài triệu thôi. Nhưng mà bữa nay nó mở rộng ra thì một tháng mình có gì thu nhập vô cũng được khoảng 5 triệu, 6 triệu để phục vụ trong gia đình. Thì trên cơ sở đó ta thấy là em Hòa này á thì có cái hướng phát triển đầu tư đúng cái về cái chương trình đầu tư và ngân hàng của Ngân hàng Chính sách. Thì trên cơ sở đó thì cái em Hòa này là có từng bước để phát triển. Thì hôm nay sử dụng đồng vốn đó nó có cái lợi nhuận ra, có lãi ra, thì em này cũng đầu tư để sửa chữa lại nhà ở. Mà cái cơ ngơi hiện nay thì các chú về các chú thấy đó, thì trên cơ sở cũng nhờ về cái đồng vốn Ngân hàng Chính sách đầu tư cho em Hòa này để làm ăn có kết quả tốt. Có thể thấy nhờ phát huy sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã thực sự đem lại đổi thay cho anh Nguyễn Thuận Hòa, không còn phải chạy vậy lo từng vụ rẫy bấp bênh. Giờ đây anh và vợ có thể an tâm canh tác sản xuất với nền tảng kinh tế đã xây dựng trong 5 năm qua. Thưa quý vị và các bạn, cuộc vận động thanh niên lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng không chỉ giúp cho đoàn viên thanh niên tích cực học tập, lao động sản xuất, mà còn giúp cho thế hệ trẻ có ước mơ, hoài bão, có ý chí vượt qua khó khăn, vươn lên lập thân lập nghiệp.
anh Nguyễn Trung Vũ, sinh năm 1985, ở thôn Lương Đông, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, là tấm gương sáng về tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Xuất phát từ quyết tâm làm giàu từ nghề trồng trọt và chăn nuôi, anh Nguyễn Trung Vũ đã hiện thực hóa đam mê của mình bằng mô hình kinh tế VAC. Với sự cần cù chịu khó học hỏi, giờ đây kinh tế của gia đình anh Vũ đã thật sự khởi sắc. Nhận thấy điều kiện nơi đây có nguồn nước ổn định, khí hậu phù hợp, anh quyết định chọn mô hình VAC. Trên diện tích đất canh tác khoảng 4 hectare, anh đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà, ngan, ngỗng, bò. Ngoài ra anh Vũ còn đào ao nuôi cá, thả tôm càng xanh, trồng các loại cây ăn trái, mãng cầu, dừa và các loại cây hoa màu khác. Nhờ chịu khó học hỏi, mô hình VAC của anh mau chóng đem lại hiệu quả. Hồi đó tôi đi làm cũng một thời gian đi làm trong Sài Gòn á, rồi về cưới vợ xong là tính thấy ở nhà có vườn có tược này mà không ai làm, mà lại điều kiện vốn thì không có, bắt đầu lúc đó mới suy nghĩ ra để nuôi con gà. Đầu tiên là nuôi gà trước, nói chung thấy thu nhập nó cũng có hiệu quả, rồi mới tiếp tục là mua bò em nuôi, rồi em trồng cây ăn trái. Là cái hình thức em là gối đầu, lấy con gà mình trang trải cuộc sống, rồi đầu tư vô thêm dừa mãng cầu, rồi em trồng khoai, trồng đồ. Nói chung bình quân một năm, năm ngoái thì em thu nhập được 150 triệu. Với sự cần cù chất phát, chịu khó học hỏi kỹ thuật chăn nuôi, anh đã phát triển đàn bò với số lượng hơn 20 con. Cùng với sức trẻ và ý chí nghị lực cũng như sự ham học hỏi không ngại khó ngại khổ và ý chí làm giàu từ mảnh đất quê hương, anh còn vay thêm để phát triển đàn gà với số lượng gần 400 con, hàng năm thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng. Ngoài việc nuôi gà, vịt, ngan, ngỗng, bò mang lại thu nhập kinh tế, anh còn ủ phân chăm bón cho các loại cây trồng, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo quy trình sản xuất khép kín, giúp mô hình kinh tế theo hình thức VAC của gia đình mang lại hiệu quả cao. Mô hình mà vườn ao chuồng của đồng chí Vũ này á, thì tôi thấy là ở Lương Đông này là một cái mô hình là đầu tiên ở đây, rất là giỏi về những cái việc mà phát triển về kinh tế gia đình và biết học hỏi và tìm tòi những kinh nghiệm mà những người đi trước truyền đạt lại. Về mà tham gia các hoạt động thì tới Trung Thu và trẻ nhỏ thì đồng chí Vũ tặng quà cho các trẻ em nhỏ và tham gia tất cả các phong trào của hoạt động của thôn. Thì bạn Vũ thì rất là mong muốn các bạn trẻ và tới đây để học hỏi, để truyền đạt lại những kinh nghiệm mà bạn Vũ muốn truyền đạt. Với những nỗ lực của bản thân trong việc làm giàu chính đáng trên quê hương, cùng với việc nhiệt tình năng nổ trong công tác đoàn, anh Nguyễn Trung Vũ đã được Ủy ban Nhân dân thị trấn Lương Sơn tặng giấy khen, đã có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất, kinh doanh giỏi. Đối với thị trấn Lương Sơn là một cái địa bàn nằm trên cái huyện nông nghiệp, thì thanh niên chủ yếu là sản xuất nông nghiệp là chính. Thì trong đó thì địa phương đối với đoàn thị trấn thì cũng có chọn một cái thanh niên để khởi nghiệp lập nghiệp. Thì chúng tôi cũng mạnh dạn là chọn đối với thanh niên là Nguyễn Trung Vũ, là đoàn viên của chi đoàn thôn Lương Đông. Thì chúng tôi chọn cái anh thanh niên này để hỗ trợ trong công tác lập thân lập nghiệp. Thì đoàn thị trấn cũng đã hỗ trợ về cho anh này về cái nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách, về giải quyết việc làm để anh này đầu tư sản xuất nông nghiệp trên cái mảnh đất sẵn có của cha mẹ để lại. Thì qua cái hỗ trợ của đoàn thì thấy cái mô hình của anh thanh niên này là cũng có khả quen. Anh Nguyễn Trung Vũ là một trong những thanh niên đi đầu trong phong trào thanh niên xung kích phát triển kinh tế của địa phương, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế. Anh còn tích cực hướng dẫn đoàn viên thanh niên và bà con kỹ thuật trồng xen canh các loại cây ngắn ngày phù hợp với thổ nhưỡng trên địa bàn, mang lại giá trị kinh tế. Mới 34 tuổi, nhưng với quyết tâm làm giàu, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, anh đã mạnh dạn đầu tư trong sản xuất và tìm hướng ra cho sản phẩm của mình, mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình.
đây là một tấm gương đáng được học tập về nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu nhờ lao động sản xuất và kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, vai trò của lực lượng đoàn viên thanh niên là rất lớn và có ý nghĩa rất quan trọng. Qua 10 năm triển khai thực hiện phong trào Tuổi trẻ Bình Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ tỉnh nhà đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Từ ngày phát động đến nay, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới để thanh niên hiểu về tầm quan trọng của chương trình này, đồng thời phổ biến tuyên truyền các mô hình hay cách làm hiệu quả trong xây dựng nông thôn bằng các hình thức như băng rôn, khẩu hiệu, hội thi, liên hoan văn nghệ, các buổi sinh hoạt chi đoàn với hàng ngàn lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Theo đó, qua 10 năm thực hiện phong trào Tuổi trẻ Bình Thuận xây dựng nông thôn mới, Tuổi trẻ Bình Thuận đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Thanh niên toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 8.900 công trình phần việc thanh niên với tổng giá trị hơn 60 tỷ đồng. Các công trình phần việc tiêu biểu như bê tông hóa, cứng hóa hơn 450.000 km đường giao thông nông thôn, nạo vét khơi thông hơn 500 km kênh mương nội đồng, thu gom và xử lý 2.454,4 mét khối rác thải, xây mới 8 cây cầu, xây mới và sửa chữa 708 căn nhà nhân ái, xây dựng và duy trì 203 mô hình đoàn viên thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, các mô hình làng xã xanh sạch đẹp, góc phố xanh, vỉa hè sạch, văn phòng xanh, tuyến đường thanh niên tự quản, sáng xanh sạch đẹp, các tuyến đường kiểu mẫu nông thôn mới. Có thể nói, những thành quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới là nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó có sự chung tay đóng góp của thanh niên, đặc biệt là các tiêu chí có liên quan đến cảnh quan môi trường và các thiết chế văn hóa. Trong thời gian tới, tỉnh đoàn Bình Thuận sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và chủ trương xây dựng nông thôn mới đến các đoàn viên thanh niên. Từ đó, thanh niên Bình Thuận sẽ tiếp tục tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn, đồng thời đẩy mạnh phong trào thanh niên nông thôn tích cực tham gia phát triển kinh tế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Bình Thuận Nông Thôn Mới. Xin kính chào, tạm biệt.